và xin chào cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh của Tâm Vlog. Dạ cảm ơn cô chú anh chị thời gian qua luôn theo dõi ủng hộ kênh. Cảm ơn bà con. Chúc bà con thật nhiều sức khỏe. Dạ và hôm nay anh Tính ở Tây Ninh và ảnh là chuyên về dịch vụ ăn uống ca hát trên sông ở gần cầu Gò Chai á. Dạ ai có nhu cầu thì liên hệ với ảnh nhé. Ảnh có nhận khách ca hát, đi câu ngắm cảnh, chụp ảnh buổi chiều rất đẹp. Ai có nhu cầu thì liên hệ và hôm nay dạ khách mối xuống lấy thì một chiếc nữa, quá tốc độ. Cảm ơn anh Tính và dạ, chúc gia đình mình làm ăn phát tài thuận buồm xuôi gió nha. Đây chi tiết nè. Dạ hôm nay chiếc ghe chưa kịp đăng clip. Dạ anh Tính xuống lấy luôn rồi. Chi tiết số điện thoại của anh Tính em sẽ đưa cho bà con mình nha. Dạ ở Tây Ninh anh có nhận ăn uống ca hát ngắm cảnh buổi chiều. Đó, cái clip đó em có để phía bên trên để cho bà con mình đó. Tốc độ luôn. Hôm nay anh lấy chiếc này về ảnh làm cho bà con mình đi ăn uống cho nó rộng rãi. Chiếc này chiều ngang gần 3 mét lận, đi cả gia đình luôn nha, tầm hai mấy 30 người là ok. Đây giám đốc giám đốc nha. Dạ số điện thoại của ảnh em sẽ đưa cho bà con mình. Dạ gần cầu nổi của Tây Ninh mình đó cô chú anh chị. Tôi ra chạy thử nước lớn nha. Tôi chạy qua rồi tôi cho số điện thoại anh rồi điện rồi ra đó chạy đi về vậy thôi. Còn muốn chiếc này thì lái qua lăng rất là nhẹ nhàng. Nếu không tin tưởng hộp số thủy. Dạ số đây đó. Số dạ ga thì nó nhẹ nhàng lắm, máy thủy thì từng chi tiết rồi. Chiếc này rộng rãi lắm nha cô chú anh chị. Về chở anh thì anh làm ăn uống ca hát ngắm cảnh trên sông, nhận câu cá luôn á anh Tính hả? Câu cá luôn. Nhận câu cá luôn, rất đã nha cô chú anh chị. Chiếc này của ảnh thì đi máy cực kỳ êm, đi máy êm dữ lắm. Bà con mình xuống đây ca hát gia đình đi tầm khoảng hai mấy người là vô tư. Anh vừa mới xuống lấy nữa đây bà con, có sẵn toilet luôn nè. Dạ các chị đi theo yên tâm, rất đã nha. Dạ ai có nhu cầu thì liên hệ với anh Tính nha. Dạ gần cầu nổi ở Tây Ninh mình. Chuẩn bị cậu nhân em chuẩn bị bình bọng để chạy thử rồi cho anh hết, để anh yên tâm anh chạy về Tây Ninh. Cảm ơn anh Tính nhiều, chúc gia đình mình làm ăn phát tài và thuận buồm xuôi gió hết. Máy này thì thôi im khỏi bàn rồi, bà con mình xuống đây đi câu đi chơi cực kỳ sướng. Ghe rộng rãi nữa yên tâm ha, mũi trẻ địch bằng luôn. Vì anh sẽ dọn hai dàn ghế này anh làm cho rộng rãi chính giữa để anh làm cái bàn nữa. À, số điện thoại của anh Tính em để phía bên dưới nha bà con, cần bà con mình liên hệ với ảnh nha, đặt lịch đặt tour để ăn uống ca hát, tổ chức team building gia đình đồ này kia bà con, rất đã nha. Mùi bọng đồ mát lắm, có sẵn áo phao rồi hết. Dạ rồi những công đoạn cuối cùng đã xong. Dạ đề bọng được kiểm tra cho ảnh. Ủa nhớ kiểm tra rồi chưa cậu Nhân? Ổn ha. Dạ rồi từng chi tiết đó, con này thì chưa kịp lên clip. Dạ đây à. Dạ bà con mình ai đi ăn uống ca hát trên sông. Dạ gần cầu nổi của Tây Ninh. Dạ liên hệ với anh Tính nha. Ảnh mang hai chiếc luôn, ảnh chị này ảnh chơi lớn luôn, ảnh quất hai chiếc luôn. Dạ về cho bà con mình đi ăn uống ca hát cho đã. Chiếc này rộng lắm bà con ơi, cả gia đình mình xuống đây luôn ăn uống ca hát cực kỳ. Chiều ngang gần 3 thước lận. Dạ gia đình mình có bé đi theo cũng yên tâm nha, rất rộng rãi. Đó, có sẵn toilet phía sau luôn. Trời ơi, cảm ơn đại gia đình. Dạ cảm ơn anh Tính với chú với chị. Dạ đã xuống ủng hộ cháu. Dạ chúc gia đình mình về làm ăn phát tài, thuận buồm xuôi gió nha. Ở bên kia Trọng Nhân đang đếm tiền với lại anh Tính. Rồi, chậm mà chắc cứ từ từ. Chậm mà ra. Rồi em cảm ơn anh Tính ơi. Dạ nha. Dạ. Rồi, dạ bà con mình ai ca hát trên sông liên hệ anh Tính nha, số điện thoại em để dưới phần mô tả luôn cho bà con mình. Rồi, bye bye. Dạ thuận buồm xuôi gió. Tạm biệt bà con. Tạm biệt bà con, ảnh tạm biệt cô chú anh chị mình đó. Tạm biệt nha. Dạ chúc bà con thật nhiều sức khỏe. Dạ xem kênh bấm vào nút đăng ký bên dưới nha để cập nhật những mẫu ghe máy mới nhất hàng tháng. Chúc bà con nha tốt lành. Tạm biệt. Bye bye.